Theo dự báo của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay và ngày mai, chiều cường sẽ chạm tới mức 1,49m, điểm cao nhất trong 48 năm trở lại đây. Hai ngày qua tại các huyện vùng ven biển ở ven thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng vỡ đê bao hàng loạt với mức độ nghiêm trọng gấp nhiều lần so với đợt chiều cường tháng 9 âm lịch vừa qua. Và người dân vẫn không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ nước xuống vì chiều cường đã gây lụt lội trên diện rộng. Trường tiểu học Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, sân trường, phòng học đều chìm trong biển nước. Dù triều cường đã ngập hơn nửa ngày, nhưng đến 26 tháng 11, nước vẫn còn cao 0,5 đến 0,7 mét. Hầu hết sách vở, dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy đều bị ướt. Gần 900 học sinh của trường phải nghỉ học chưa biết đến bao giờ. Triều cường dâng cao vào đêm, nên hầu như thầy trò tại đây chẳng trở tay kịp. Đến sáng ngày 26 tháng 11, lực lượng xung kích địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy từ quận và thành phố đã đến hỗ trợ dọn dẹp và bơm rút nước ra. Ở đây thì khi học như vậy thì cũng phải chịu ha. Trước khi đầu hè vừa rồi thì cho xây ở đây thì các em cũng vừa học thì cũng phải chịu ngập nước như thế. Nhưng mà đến khi mà xây dựng xong thì ngập thì vào trong phòng thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà sân thì không di chuyển được. Phụ huynh thì cũng có phản ánh nhưng mà cái này là cũng do thuộc ở trên. Sở dĩ xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng và trên diện rộng là do bờ bao rạch cầu nước nhỏ đã bị vỡ một đoạn dài hơn 8 mét, sâu 3 mét, làm ngập hơn 700 hộ dân, hàng chục hecta hoa màu. Mực nước ngập từ 0,7 đến 1,2 mét. Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phải huy động gần 50 người đến gia cố đê bao nhưng rất khó khăn vì nước chảy quá mạnh và diện tích lớn. Ngay trong đêm, người dân địa phương đã tự sơ tán người già trẻ nhỏ lên tuyến quốc lộ 13 và phải ngủ tạm ngoài trời. 3 giờ khuya, nước lên tới đây. 6 giờ sáng, nước lên tới đây. Đã đóng cửa tụi bàn ghế quần áo giải dốc sách vở tụi nhỏ lại không còn gì hết. Đầu cái trước giữa triều cường xảy ra đó thì quận cũng đã có tập trung, tức là tập trung cái lực lượng để mà coi như là nâng cấp gia cố các địa phương, và do cái hệ thống bờ bao trên địa bàn cũng tương đối là nhiều cho nên không làm trọn vẹn, cho nên vẫn có được sự cố xảy ra. Đây cũng là rất đáng tiếc của quận. Với điều kiện đê bao thấp, địa hình trũng và đầu tư phòng chống lụt bão xây dựng đê bao theo kiểu chắp vá như các quận huyện vùng ven thành phố Hồ Chí Minh thì việc vỡ đê bao vào mỗi con nước triều cường là điều tất yếu. Ngập nước đã ảnh hưởng nặng nề và mang tính dây chuyền sang nhiều lĩnh vực của cuộc sống người dân thành thị như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, bệnh tật, giá cả nhiều khu vực đất đai giảm mạnh vì nước ngập. Đến nay thành phố vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu cho vấn nạn. Gần đây dư luận nói nhiều tới thực trạng sông ngòi, kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân thì đã xác định là do chất thải độc hại từ các khu công nghiệp xung quanh thành phố. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao đối tượng gây ô nhiễm thì đã được xác định, nhưng các cơ quan chức năng vẫn không thể xử phạt hoặc buộc các doanh nghiệp phải bồi thường. Câu chuyện về cách ứng xử của cơ quan chức năng sau đây sẽ giải đáp phần nào câu hỏi này. Kênh Ba Bò thành phố Hồ Chí Minh, một con kênh lâu nay vẫn được người dân gọi là cái công hôi. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đã xác định chất thải độc hại phần lớn từ hai khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương là Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 đã làm ô nhiễm nghiêm trọng con kênh này. Vấn đề là doanh nghiệp gây ô nhiễm thì cơ quan chức năng sẽ xử lý ra sao? Ai khẳng định là bây giờ em đâu bắt quả tang người ta? Em đâu bắt quả tang ai được đâu? Nó khó là vì không có hành vi quả tang. Thế nhưng mà thế thì căn cứ đâu để mình xác định được rằng là cái việc ô nhiễm đấy là do các hai cái khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 gây ra? Mình phải có căn cứ chứ, đúng không ạ? Mình có căn cứ chứ. Vâng, thế thì căn cứ có nghĩa là người ta đã gây ra ô nhiễm. Người ta là ai đây đâu mà quá tang đâu. Người dân sống xung quanh kênh Ba Bò đang lo ngại về những hiện tượng bất thường đang diễn ra ở đây. Đồ đạc, nhà cửa bị oxy hóa và cả những căn bệnh như ung thư phổi. Gia đình tôi giờ cũng có nhà mà cũng như không. Đây là hình ảnh một người dân ở khu dân cư này cách đây 6 tháng. Hôm nay, chị đã phải mang mái tóc giả vì xạ trị ung thư xương. Ở đây thì không chịu nổi mà. Cứ đêm là thải ra, cứ bằng khôn lắm. Mấy doanh nghiệp rất là khôn. Mà chưa bao giờ mà xuống hỏi dân một cái gì là hỏi là dân có bị ảnh hưởng hay là cái gì. Không có ai được, như là toàn thể doanh nghiệp không ai đến mà hỏi thăm dân hoặc là cho cái sổ bảo hiểm để người ta đi khám. Muốn cho cái doanh nghiệp đó bồi thường cái thiệt hại đó cho người dân
thì mình phải chứng minh được rằng là do cái việc ô nhiễm đó ảnh hưởng đến người dân thì mình mới tiến hành được công việc đó. Và muốn cái đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải có những cái chứng minh được thì mình mới thực hiện được. Nhưng mà đúng rồi, chúng ta sẽ xử phạt ai? Nếu mình chứng minh được ai là người sai thì mình xử người đó. Vấn đề là chỉ có các cơ quan chức năng mới có thể chứng minh được mối liên hệ giữa ô nhiễm môi trường và bệnh tật. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một nghiên cứu chính thức nào được thực hiện để giải thích hiện tượng oxy hóa hay những căn bệnh lạ tại khu vực dân cư xung quanh kênh Ba Bò. Giờ ai cũng nghe nói mà rất là mừng thì... Mới đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã thực hiện dự án tốn 208 tỷ đồng để cải tạo kênh Ba Bò, vốn hoàn toàn do nhà nước bỏ ra. Cải thiện môi trường là một trong những mục đích của dự án. Tuy nhiên, các doanh nghiệp gây ô nhiễm lại không đóng góp gì vào dự án này. Nhà nước mình giờ toàn quốc điều dày không mà. Cái đó là phải sửa luật sao em ơi. Ngay cả anh nói trong cái điều 10 của nghị định xử phạt vi phạm chính về môi trường, nghị định 81 à, nói là khi anh vi phạm nghiêm trọng thì cái điều bổ sung là đóng cửa. Nhưng cuối cùng không có trên cả nước Việt Nam mình không có chỗ nào mà dám đóng cửa doanh nghiệp. Anh nói thật em, chưa dám đóng cửa. Với cách ứng xử và quản lý như vậy, liệu có cơ quan chức năng nào có trách nhiệm và đủ khả năng để phân tích xem trong dòng chất thải đang chảy này, chất nào gây bệnh và nó bắt nguồn từ nhà máy nào? Mà như vậy, cũng không biết ai sẽ phải chịu xử phạt.